Thưa quý vị, một cái thực tế rất rõ ràng đó là lương của Bộ trưởng Việt Nam chỉ khoảng 16 triệu đồng, lương cao nhất trong ban lãnh đạo cấp cao chỉ ngót nghét 20 triệu đồng, tức là chỉ hơn 800 đô la một chút. Vậy thì các cái quan chức cũng như công chức nhà nước Việt Nam, người ta lấy gì để sống mà tại sao họ lại giàu có như vậy? Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao các cái quan chức Việt Nam hiện nay họ có hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng nhưng họ không dám nhận là họ giàu. Bởi vì những đồng tiền của họ là những đồng tiền bẩn, đó là những đồng tiền đánh cắp của nhà nước, của nhân dân. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao các cái quan chức, đặc biệt quan chức cao cấp về hưu thì họ ru rú ở trong biệt phủ, không dám ra nơi công cộng. Bởi vì người dân nhìn thấy họ, họ sẽ nhìn với một cái con mắt đối với một cái lũ làm giàu bẩn thỉu. Và thưa quý vị, cho đến nay, đặc biệt cái giai đoạn hiện nay đã chứng minh cho chúng ta thấy những người cộng sản lúc khó khăn, đói khổ thì họ rất đoàn kết, nhưng khi họ giàu có, thỏa thuê thì họ không chỉ coi rẻ người dân mà họ còn quay ra cắn xé lẫn nhau bởi vì quyền lợi. Và thưa quý vị, trước khi đi vào một cái phần thứ hai, đó là một cái bài viết quan trọng của giáo sư Nguyễn Đình Cống về cái việc khả năng Việt Nam sẽ tiến hành cải cách chính trị. Mà theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, ban lãnh đạo đặc sản Việt Nam đang đứng trước những cái bế tắc mà người ta không có lối thoát. Tuy nhiên thưa quý vị, việc Việt Nam cải cách kinh tế là một cái thành công, thoát ra khỏi một cái nền kinh tế tập trung của chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên về thể chế chính trị, họ dứt khoát không thay đổi, họ vẫn bấu víu vào chủ nghĩa Mác Lênin về chủ nghĩa xã hội để khẳng định sự độc quyền lãnh đạo nhà nước của họ. Thưa quý vị, trước đây các lãnh đạo Việt Nam có một nhân vật, đó là ông Trần Xuân Bách, ủy viên Bộ Chính trị được ông Nguyễn Văn Linh giao trách nhiệm nghiên cứu những cái cách thay đổi thể chế chính trị ở Liên Xô. Và ông Trần Xuân Bách với một cái trách nhiệm của đảng viên đã đề xuất những cái vấn đề cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam. Và thưa quý vị, cuối cùng ông Trần Xuân Bách đã ăn đòn đủ. Chúng tôi nói những cái điều này để quý vị thấy các lãnh đạo đảng sản Việt Nam, người ta nhìn ra vấn đề cần phải cải cách thể chế chính trị hiện nay, nhưng họ không dám là người tiên phong. Vì như quý vị đã biết, sau đại hội đảng lần thứ 6, ông Trần Xuân Bách đã nổi lên, trở thành một cái ngôi sao trên chính trường Việt Nam. Khi đó người ta nói, tương lai của Trần Xuân Bách có thể trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái điều dễ dàng. Như quý vị đã biết, ông Trần Xuân Bách từng trải qua các vị trí lãnh đạo như Bí thư tỉnh Nam Định và nhiều tỉnh thành khác, là Chánh văn phòng Trung ương Đảng, rồi Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị. Và vào cái thời điểm phong trào cộng sản quốc tế bị khủng hoảng nghiêm trọng vào cái giai đoạn 1989-1991, khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, nước Đức thống nhất như một điển hình thắng lợi chủ nghĩa tư bản, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô trên bờ vực tan rã. Và ông Nguyễn Văn Linh đã giao cho Trần Xuân Bách tìm nguyên nhân vì sao các cái đảng cộng sản sụp đổ và cần phải có những biện pháp gì để cứu nguy cho đảng cũng như chế độ cộng sản ở Việt Nam. Và thưa quý vị, là một người học cao, hiểu rộng, ông Trần Xuân Bách đã thấy rất nhiều đảng cộng sản đã mắc sai lầm. Họ áp dụng sai chủ nghĩa Mác Lênin, mà theo Trần Xuân Bách lại còn độc đoán chuyên quyền nên mất niềm tin của nhân dân. Và cái sự sụp đổ là một cái vấn đề tất yếu không thể cứu vãn. Và thưa quý vị, vào cái thời điểm đó, ông Trần Xuân Bách đã tập hợp một cái hội đồng bao gồm các trí thức uyên thâm nghiên cứu về cái vấn đề cải cách kinh tế cũng như chính trị, đưa ra các giải pháp mà theo Trần Xuân Bách chắc chắn sẽ được tập thể ban chấp hành trung ương tán thành. Tuy nhiên thưa quý vị, ông Trần Xuân Bách đã đánh giá sai. Bởi vì các cái lãnh đạo Việt Nam họ bảo thủ, trì trệ và họ vì quyền lợi riêng của họ. Đó là lý do kế hoạch cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam do Trần Xuân Bách đề xuất đã bị phản đối, thậm chí lên án dữ dội. Lập tức ngay sau đó, ông Trần Xuân Bách đã bị kỷ luật nghiêm khắc, cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, bị tước tất cả các chức vụ trong Đảng. Và thưa quý vị, vào cái thời điểm đó, ban lãnh đạo Việt Nam chỉ có duy nhất một ủy viên Bộ Chính trị, đó là Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch nhận nhận những cái tầm tư duy chính trị mà theo Nguyễn Cơ Thạch, Trần Xuân Bách đã đi trước thời đại, đã đứng ra bênh vực cho Trần Xuân Bách. Như rõ ràng ở cái thời điểm đó, ông Trần Xuân Bách
cũng bị ban lãnh đạo Việt Nam thất sủng vì Trung Quốc không thích Nguyễn Cơ Thành. Cuối cùng Nguyễn Cơ Thành cũng chẳng giúp gì được Trần Xuân Bách, dù rằng ông Nguyễn Cơ Thành đã mở một cái lối mời ông Trần, đó là mời ông Trần Xuân Bách về ban nghiên cứu của Bộ Ngoại giao. Nhưng một năm sau, ông Nguyễn Cơ Thành cũng không cứu người bản thân mình bị về hưu, khi cái ban mà ông Trần Xuân Bách về đó làm việc không ai được nhắc đến nữa. Và thưa quý vị, cái chương trình cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam do ông Trần Xuân Bách đưa ra, nó có mấy cái ý chính. Thứ nhất, đó là áp dụng đúng chủ nghĩa Mác Lênin, mà nguyên lý vật chất quyết định ý thức là một cái điều ông Trần Xuân Bách cho rằng tối quan trọng để chống lại những cái bệnh chủ quan duy trì của các cái lãnh đạo và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi phải nói rõ, chủ nghĩa Mác Lênin mà Đảng Cộng sản Việt Nam hay chúng ta hiểu biết hiện nay, thực tế nó không phải là một cái chủ nghĩa Mác Lênin nguyên gốc, mà nó là một cái bản sao như che chứa của Stalin, mà người ta gọi là, đó là chủ nghĩa Stalinist. Một cái vấn đề thứ hai Trần Xuân Bách đưa ra, đó là cải cách kinh tế song song đi liền với cải cách chính trị. Mà theo Trần Xuân Bách, một cỗ xe phải có hai bánh, cải cách kinh tế phải đồng thời với cái việc cải cách thể chế chính trị. Vấn đề thứ ba, về cái vấn đề cải cách kinh tế, ông Trần Xuân Bách đề xuất phải thực hiện một cái nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh đầy đủ, tức là một nền kinh tế thị trường thực sự phát triển đa thành phần kinh tế. Theo Trần Xuân Bách, tất yếu dẫn tới đa tư tưởng, đó là điều kiện phải thừa nhận một hệ thống đa nguyên chính trị. Những cái điều vừa kể kết hợp với cái việc dân chủ hóa, đoàn kết, hòa hợp, hòa giải dân tộc là những cái nền tảng cơ bản, đồng thời là động lực để phát triển Việt Nam. Và thưa quý vị, cho tới nay, sau một cái thời gian đổi mới kinh tế hơn 30 năm vừa qua, thì những cái quan điểm vừa kể của ông Trần Xuân Bách trở thành một cái câu chuyện bình thường, đặc biệt đối với những người ham học hỏi. Nhưng rõ ràng vào cái thời điểm mà chủ nghĩa cộng sản và khối sau chủ nghĩa đang trước cái nguy cơ tan rã và sụp đổ, thì những cái quan điểm của ông Trần Xuân Bách được cho là không phù hợp, bởi vì các lãnh đạo Việt Nam lúc đó họ tập trung vào cái vấn đề bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, làm sao cho Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ sụp đổ là một cái điều duy nhất người ta cần. Đó là lý do ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chống đa nguyên chính trị và đa đảng. Đó là lý do Trần Xuân Bách đã bị phê phán và kỷ luật là một cái điều hết sức dễ hiểu. Nhưng thưa quý vị, giá như vào cái thời điểm đó các cái lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam họ có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, thì họ phải nhìn nhận một cái sự công bằng, những cái đề xuất của ông Trần Xuân Bách, thì có lẽ lịch sử Việt Nam đã chuyển sang một cái trang mới. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, một cái đáng quý và trân trọng của ông Trần Xuân Bách đó là sau bị kỷ luật về hưu, ông Trần Xuân Bách đã sống an phận, tuyệt đối im lặng. Thậm chí ông Trần Xuân Bách tuyên bố đoạn tuyệt hoàn toàn với chính trị. Tuy nhiên thưa quý vị, có một câu chuyện buồn đối với gia đình Trần Xuân Bách, đó là ông Trần Xuân Bách và vợ ông là bà Thình đã bị xa lánh, ngược đãi. Thậm chí vợ của ông Trần Xuân Bách, tức vợ của một ủy viên Bộ Chính trị, một cái nhân vật được cho là dự kiến là một cái candidate cho chức vụ Tổng Bí thư của Đại hội 6. Vậy mà vợ ông Trần Xuân Bách đang là một cái cán bộ của Văn phòng Trung ương bị người ta đuổi xuống ngồi giữ xe. Thậm chí khi về hưu, ông bà Trần Xuân Bách đang sống ở cái căn hộ ở khu Trung Tự Hà Nội phải dành ra một cái phòng trống để nuôi trẻ em thuê. Thưa quý vị, có một cái câu chuyện không hiểu thực hư, nhưng người ta nói lúc ông Trần Xuân Bách lâm trọng bệnh, nhiều lúc bà Thịnh vợ ông Trần Xuân Bách phải giả vờ lấy tiền cho vào phong bì, để khi ông Trần Xuân Bách tỉnh dậy thì bà Thịnh khoe với chồng đó là có cán bộ A, cán bộ B đến thăm tặng ông để làm công tác tư tưởng. Thưa quý vị, chúng tôi nói ra những điều đó để cho thấy việc thay đổi những cái vấn đề lớn lao, đặc biệt liên quan tới cái vấn đề thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay, là một cái điều có thể nói không tưởng, nhưng nó cũng là một cái điều bắt buộc phải làm, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam không còn một cái lối thoát nào khác. Vì thưa quý vị, một cái tình trạng tham nhũng lan rộng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, thậm chí các lãnh đạo Việt Nam hiện nay, người ta bất chấp mọi việc, bất chấp pháp luật để người ta tham nhũng cho bằng được để làm giàu.
và nó trở thành cái xu thế chung không thể đảo ngược được nếu không thay đổi thể chế chính trị để có những cái hệ thống giám sát và điều chỉnh quyền lực có hiệu lực. Và thưa quý vị, đó là lý do giáo sư Nguyễn Đình Cống trong một cái bài viết mới đây có tựa đề Từ đòn gió cho những cái đòn thật đáng mong đợi, mà theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cần phải tạo điều kiện để nâng cao năng lực thực chất của Quốc hội, tạo tiền lệ cho các cái khóa sau bằng cách ngay trước mắt phải đổi mới luật về Quốc hội để cho từ khóa 16 của Quốc hội Việt Nam sẽ có một Quốc hội xứng đáng đại diện cho trí tuệ của dân tộc, để Quốc hội thực hiện được ba chức năng quan trọng một cách trọn vẹn. Bởi vì nếu cứ tăng cường độc quyền đảng trị như hiện nay, đặc biệt dưới thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì có nhiều khả năng tình hình chính trị xã hội Việt Nam sẽ u ám bao trùm. Đến lúc đó dân tộc lâm nguy, mà đảng yếu ớt mất tính kinh doanh như hiện nay thì chỉ còn lại một cái nhóm người tay sai cho Trung Quốc và một quần chúng nô lệ, rồi Việt Nam trong tương lai sẽ bị hủy diệt dần dần như các cái dân tộc ở Tây Tạng hay Tân Cương hiện nay. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.